Cũng được sơ tán và được và cả xương máu của mình bảo vệ và xây dựng đất nước thân yêu, luôn kính trọng, yêu mến và nặng lòng biết ơn. Năm 19 giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong không khí hân kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học phổ thông Đồng Hới, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các thế hệ học sinh của nhà trường những tình cảm thân thiết, quý mến và những lời chúc. Vâng, 50 năm đong đầy bao kỷ niệm, xin tất cả hãy để lòng thương mến về một thời. Và gửi đấy vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học phổ thông Đồng Hới lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, đồng chí Lê Trần Trường An, Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Nhật Lê, Hiệu trưởng cấp 3 Đồng Hới, cùng các thầy cô giáo và các bạn, cùng các em học sinh thân mến. Hôm nay ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, tôi là học sinh cũ khóa 68-71, rất xúc động có một vài cảm nghĩ về mái trường cấp 3 Đồng Hới đã trưởng thành qua khói lửa chiến tranh. Trở lại mái trường xưa, nơi ấy có biết bao kỷ niệm êm đềm của thời học sinh như một cuốn phim tư liệu quay trở về quá khứ.
ngày ấy chiến tranh bom đạn mịt mồ khói lửa, thị xã Đồng Hới đẹp thơ mộng nằm êm đềm trên bờ sông Nhật Lệ. Thành phố hoa hồng đã đổ nát dưới bom đạn quân thù. Từng đoàn xe sơ tán rời khỏi thị xã Đồng Hới, trong đó có trường cấp 3 Đồng Hới. Chúng tôi sơ tán về xóm Cồn Chùa, xóm Tràng, xóm Rét và xa hơn nữa là xóm Cầu Cúc, trường cấp 3 Đồng Hới đóng tại xóm Cồn Chùa. Hồi đó, chúng tôi hồn nhiên dưới mưa bom bảo đảm của quân thù, một thời tuổi trẻ, các lớp vào rừng sâu chặt cái rẻ để đào, về làm đất học, đào các hệ thống xa thông hào và làm những căn hầm chữ A, đêm đêm dưới ngọn đèn phòng không che ba mặt, còn lại một phần ánh sáng để đánh máy bay Mỹ. Các nhóm các tổ vẫn sinh hoạt trong lòng đất ở căn hầm chữ A giã chiến. Tôi còn nhớ bài thơ của thầy Lương Duy Cán viết về Đồng Hới khi chúng tôi sơ tán về trường. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ đi 1 năm, 2 năm rồi trở lại, nhưng phải đến mùa xuân năm 1975, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước mới được hoàn thành. Hoa phượng đỏ chói chang nỗi nhớ, hồng nhung chia tay hồng trắng đợi chờ, một năm rồi là một năm qua, là một năm qua nữa. Trên phố cũ những ngôi nhà đổ, một bức tường vỡ đôi, nên ngã tư hè xưa trẻ nhỏ đến đùa chơi, một hòm thớ treo còn mang vết đạn. Nhưng người lính không nghĩ mình dũng cảm, nâng niu những lá thư đi, nhớ một cô bé ngày xưa thường cười những bức thơ dài bực tình. Bom đạn mì đã ném xuống tỉnh Quảng Bình, nơi 1 mét vuông chịu 7 tấn bom đạn. Trường cấp 3 Đồng Hới đã đổ máu. Các thế hệ học sinh của cấp 3 Đồng Hới đã sôi sục lên đường ra trận. Hôm nay trở lại mái trường xưa, có nhiều bạn không trở về. Bạn Nguyễn Đức Kỳ lớp trường lớp 10A, bạn Nguyễn Kỳ Sơn đã nằm xuống cổ thành Quảng Trị, nơi từng đại đội chiến khăn tang trắng xóa người ra đi không hẹn ngày về. Bạn Nguyễn Văn Chiến là hy sinh tại chiến trường miền Nam. Thế đó, từ tro lửa chiến tranh, thế hệ chúng tôi đã trưởng thành. Trường cấp 3 Đồng Hới đã có những học sinh là những nhà lãnh đạo của tỉnh, của trung ương, các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các nhà khoa học của đất nước, của thế giới, như đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đồng chí Nguyễn Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, và Thiếu tướng Phan Thanh Hà, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an và nhiều các đồng chí tướng lĩnh khác nữa. Hành trang vào đời của chúng tôi nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô giáo, các bài giảng văn của thầy Lương Duy Cán, chúng tôi vẫn mang theo về trong các đợt thành quân. Quê hương ơi, ta chào quê hương nhé, ngày nào tuổi trẻ ra đi, rừng chiến khu ầm vang tiếng súng, nhớ hàng sầu đông vẳng tiếng cu hồ. Quê hương ơi, những chiều biển lặng, con cá chuồn lao vút như tên, những đêm hè câu mực, con sứa dập dềnh chờ nước biển lên. Anh còn nhớ tiếng ru hời bài hát cổ, con chim xanh ăn trái xoài xanh, mẹ đã ru những trưa nồng anh ngủ, con chim xanh ăn trái xoài vàng. Cô gái biển đẹp xinh người vợ trẻ, ngày chiến thắng về không có bóng anh, em hãy nhìn lên sắc cờ kiêu hành, có anh về ôm ấp rặng dừa xanh. Các phương trình vật lý của thầy Trần Trọng Kỳ, các phương trình toán học của thầy Đoàn Viết Đình là những kiến thức để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các đề tài khoa học, đã đưa chúng tôi đến các viện khoa học nền văn minh nhân loại của thế giới như Viện Nghiên cứu, Viện Thám Vũ trụ Đốc Na, cơ quan hàng không vũ trụ NASA Hoa Kỳ. Nơi ý chúng tôi được học tập và làm việc để cống hiến cho đất nước quê hương những công trình nghiên cứu. Các em học sinh thân mến, chúng ta đã sống vào kỷ nguyên đầy phát minh sáng tạo, là đỉnh cao khoa học của nhân loại, kết hợp với lòng yêu quê hương đất nước.
với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam 4.000 năm lịch sử. Chúng ta luôn nhớ rằng mảnh đất Quảng Bình đầy máu lửa đã tạo nên bao thế hệ anh hùng, bao nhiêu người con vĩ đại của dân tộc. Chúng ta tự hào là người con Quảng Bình của Tổ quốc Việt Nam, tất cả đều nhờ vào công ơn cha mẹ, công ơn dạy dỗ của các thầy, cô mạ, cô giáo và nhớ mãi về một mái trường thân yêu mà chúng ta đã học. Trong không khí hân hoan xúc động của buổi hội trường hôm nay, tôi liên tưởng đến bài thơ Nhớ về một mái trường. Em mơ về một mái trường xưa, về với tuổi 20 với một trời khao khát, chiều A7 thân yêu gió chuyên mùa, sao sắc tóc học trò thơm hương gió miên man. Mơ về một giảng đường xưa bình yên, bài giảng đường thi giọng thầy trầm mộng, tấm áo sờn vai vương vương bụi phận, ánh mắt nhìn chán chứa những yêu thương. Tuổi sinh viên xanh mơ ước giảng đường, có bài giảng thầm sâu trên từng trang giấy trắng, có bàn tay chắc chiêu rất dịu, chiều mưa nắng phải lặng thầm nó nếm sẵn trong đêm. Mơ về một khoảng trời xưa dịu êm, về với trong veo bạn bè xưa tóc bịt, nhặt cánh phượng hồng thắm một màu bình rình, và lại bồi hồi nghe bài giảng đường đi. Bao năm rồi từ thuở ấy biệt ly, mãi gói trường xưa biết mấy mùa rêu phủ, vẫn thương lắm chiều xưa ô cửa cổ, tấm áo sờn bụi vẫn trắng bay bay. Mơ một lần cùng bạn bè về đây, lại viết tiếp những dòng thơ của một thời bực tịt, để lắng lại trong lòng lời tha thiết yêu thương. Nhân dịp đầu xuân lễ kỷ niệm trường cấp 3 Đồng Hới 50 năm, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo, các bạn học cùng thời, các em học sinh thân mến, lời chào trân trọng, chúc hội lễ thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn.